Sau nhạc xin chào cả nhà. Em bên xong giới thiệu cả nhà một con máy lọc khí Daikin MCK70. Cái dòng này ngon bổ rẻ thôi nhá. Em về gần như dọn xong bao nhiêu thì bán hết gần đấy. Một con máy mà đánh giá về mức độ chất lượng lọc và cái công suất của nó thì nó đứng đầu bảng trong cái phần phân khúc giá. Cái con này em bán là 2 triệu thôi. 2 triệu thì nếu mà nói về 2 triệu nhé, nhiều bác phải tư vấn cho một con lọc khí tầm 2 triệu thì em chỉ luôn con này nhé. Con này của nó thì ngoài phần màng HEPA ra nó còn có hai một con lọc tĩnh điện. Công suất nó khá là khỏe, mình dùng cho các cái phòng nhỏ hay phòng khách đều rất vô tư. Phòng nhỏ nhỏ thì lọc rất là nhanh. Nhiều bác muốn mua máy công suất nhỏ thì qua là máy nhỏ nó rẻ tiền thôi. Chứ còn thực ra là nếu mà mình có tiền mình mua máy công suất lớn một chút ấy, lọc rất là nhanh, khỏe. Đấy, như con này bây giờ đây, 75W. Các bác 73W các bác dùng cho phòng được khoảng 50m đổ lại có 2 triệu thôi. Tình trạng máy đã được làm đẹp hết rồi. Cứ thế là các bác phải cắm điện là dùng thì chả phải làm gì cả. Mọi thứ đã được hoàn thiện hết. Một cái chiếc máy lọc khí đầy đủ tính năng. Khóa trẻ em này. 2 dây là khóa. Đấy, khóa thôi nha. Tính năng đầy đủ. Hoặc là các bác có thể ấn một từng nhát một thì nó tắt đèn. Hẹn giờ này. Eco buồm, tốc độ lọc khí nhanh chậm tự động, đồng hồ báo phần trăm độ ẩm, báo bụi báo mùi. Đây. Con máy này thì các bác thấy là nó có hai cột lọc tĩnh điện này. Đấy. Để bụi mà đi được vào màng HEPA này thì phải đi qua cái phần riêng này, đi qua hai cột lọc này. Cột lọc này thì nó có cái dây thép này này, phóng một cái tia nửa điện cao, nó đốt qua dùng một thời gian thì sẽ thấy nó có bám bụi đen ở đấy. Và đây có một màng thô, và này làm màng rất cẩn thận luôn. Màng này theo máy của nó vẫn còn khá ok cho em để lại nhé. Nếu bác nào mà không thích thì cứ báo thay màng mới, giá tiền vẫn vậy thôi. Đây màng zin của nó. 2 triệu một cái chiếc máy này thật sự ra nó là vô đối. Bản chất của nó ngày xưa nó là một cái máy rất đắt tiền, khoảng gần 20 triệu khi nó sản xuất ra. Nhưng mà theo thời gian thì nó ra những cái mẫu mã khác. Thực ra mẫu mã nó chỉ khác thôi các bạn, còn công nghệ thì nó vẫn vậy, không có gì thay đổi nhiều. Công suất của nó sản xuất 2012 nhé. Đời khá cao đấy. ACK 70 73W. Yeah. Con máy nói chung là trong cái tầm 2 triệu thì theo như em là người bán ấy, thì nó là vô địch rồi, không có cái con nào nó có thể đối thủ về công nghệ của nó được nữa cả. Bình nước này, màng tạo ẩm này. 2 triệu là các bác có một con lọc khí có cả chức năng bù ẩm, khử mùi, diệt khuẩn, công nghệ timer của Nhật Bản. Điện áp thì đã được đấu sang 220V rồi thì tội gì mình không sắm những cái con này ạ. Giá thành rất là hợp lý các bác nhé. Nên các bác nào có nhu cầu mua thì các bác liên hệ máy bên em bảo hành 1 năm. Chào các bác.